Ngày hôm nay thì Trọng Thơ Bất Động Sản Centerland quay lại và chia sẻ tới toàn thể quý hàng những cái tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, những người dân đang bắt đầu xây dựng nhà cửa để an cư lạc nghiệp tại BKMX Trân Thành giai đoạn 2, và những vị trí đẹp tại chợ Minh Thành để chúng ta có thể khai thác dòng tiền kinh doanh được ngay và chúng ta xây ở được ngay. Với một vị trí 5x30 thổ cư 100%, giá hiện tại khu vực mà Trọng Thơ đang đứng là 10 triệu trên mét vuông. Trước mắt chúng ta là trục đường Minh Thành An Long, rẽ trái chúng ta sẽ về An Long, Phú Giáo, Bình Dương, và rẽ phải chúng ta sẽ ra lại ngã tư Minh Long, Minh Thành và chạy thẳng về khu nghiệp BKMX Trân Thành. Và bên này là khu nghiệp BKMX nhà nhà. Hướng này chúng ta có thể thấy là BKMX Trân Thành đã mở từ năm 2018, tới nay đã mật độ phủ kín lên tới 70%. Và bây giờ thì nhà đã được xây dựng, cây xanh đã được trồng và quy hoạch chuẩn Singapore, đường đã được lưu mịn và chuẩn bị lên nhựa trong thời gian sắp tới. Thì ngay đây, cái vị trí kế căn nhà này Trọng Thơ còn một lô duy nhất nha cả nhà. Một lô duy nhất giá 10 triệu trên mét vuông. Vị trí kế căn nhà mà đang xây dựng đây. Thì khi chúng ta mua, chúng ta đang mua đường sỏi, chúng ta bán đường nhựa đúng không ạ? Và khi chúng ta mua thì mới có lác đác vài căn nhà thôi, và quốc lộ 14 thì hiện tại cũng đã kín rồi. Nhưng khi chúng ta bán còn tầm 6 tháng sau, 1 năm sau thì mật độ xây dựng ở đây đã kín rồi quý vị. Ngay vị trí này thì cách trung tâm hành chính huyện Trân Thành chỉ 1,5 km và giá hiện tại chỉ dao động từ 7 đến 15 triệu trên mét vuông, và vị trí Trọng Thơ giới thiệu đây chỉ 10 triệu trên mét vuông. Thì đây là cơ hội để chúng ta đầu tư nhân tài sản, tích lũy tài sản trong thời gian sắp tới, trong khi thời điểm hiện tại thì giá lạm phát tại Việt Nam đang tăng cao, và bất động sản là một công cụ thu hút hấp thụ lạm phát tốt và giữ tiền tốt nhất. Quý hàng quan tâm tới bất động sản liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta có những vị trí đẹp và chúng ta có thể khai thác được ngay. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại.